Nguyễn Văn Trỗi, một tấm gương cách mạng sáng ngời. Súng đã nổ, 10 viên đạn Mỹ. Anh gục xuống, không, anh thẳng dậy. Anh hãy còn hô, Việt Nam muôn năm. Máu tim anh nhuộm đỏ đất anh nằm. Mắt đã nhắm không một lời rên gì. Anh chết vậy, như thiên thần yên nghỉ. Chẳng cần đâu cây thánh giá sát tay, cuột tay người linh mục ném bên thây. Các bạn thân mến, lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đã có rất nhiều tấm gương anh hùng hy sinh. Các anh không một phút đắn đo khi lấy máu xương của mình đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, bảo vệ từng tấc đất, giữ vẹn lãnh thổ biên cương mà ông cha đã dày công xây dựng, bồi đắp và gìn giữ qua mấy nghìn năm lịch sử. Trong điều kiện chiến tranh nối tiếp chiến tranh, Nguyễn Văn Trỗi là một trong số những tấm gương tiêu biểu. Ngày hôm nay, hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu về tấm gương cách mạng Nguyễn Văn Trỗi. Một, tiểu sử của Nguyễn Văn Trỗi. Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 1 tháng 2 năm 1940 tại làng Thanh Quýt, nay là thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Là con thứ tư, do đó còn có tên là Tư Trỗi trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Thân phụ anh là ông Nguyễn Văn Hóa, tự Thoàn, từng tham gia cách mạng thời chống Pháp. Anh ruột là Nguyễn Văn Toàn cũng từng tham gia cách mạng, hoạt động vùng Điện Bàn, Đà Nẵng. Thời nhỏ, anh Trỗi học tiểu học ở trường Miếu Xóm, nay là trường Nguyễn Trãi, đội 2 thôn Thanh Quýt 4, xã Điện Thắng Trung, do thầy giáo Nguyễn Văn Nhung dạy. Cha của anh vào Sài Gòn làm ăn, bốn chị em được mẹ rau cháo nuôi qua ngày. Mẹ mất vì quá cơ cực khi anh chưa tròn 10 tuổi, để lại bốn chị em ở với bác ruột, một buổi phụ giúp đồng áng, một buổi đi học. Năm 13 tuổi, anh theo người anh thứ ba là Nguyễn Văn Toàn lúc đó đang làm công cho một hãng bánh kẹo ở Đà Nẵng để học nghề may. Anh đã làm đủ nghề, từ công nhân hãng kẹo đến học may. Học may 2 năm trời, người chủ chỉ giao anh làm khuy nút và làm việc nhà mà không chỉ nghề. Đến mùa hè năm 1956, ngày đó bến sông Hàn có tàu Nam Việt đang chuẩn bị khởi hành. Anh Trỗi, lúc đó được 16 tuổi, đã lén lấy 900 đồng của anh trai mua vé tàu vào Sài Gòn. Anh gửi cho anh trai lá thư từ biệt lời lẽ tha thiết. Vào Sài Gòn, anh ở nhà trọ tại nhà bác Ba Nhân, người cùng quê. Ban đầu đi đạp xích lô kiếm sống, về sau anh học thêm nghề thợ điện. Ban ngày làm thuê, ban đêm học lý thuyết ở trường Bá Nghệ, nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Sau, anh vào làm công nhân tại nhà máy điện Chợ Quán. Lúc còn sống, anh ao ước đất nước hòa bình sẽ mở một tiệm sửa đồ điện, cả nhà sống bằng nghề đó. Ngày 9 tháng 2 năm 1963, Nguyễn Văn Trỗi lần đầu gặp gỡ chị Phan Thị Quyên, sinh năm 1944, qua sự mai mối của chị họ cùng làm công nhân tại hãng bông Bạch Tuyết. Quê nội chị Quyên ở thôn Văn Giáp, xã Bạch Đằng, huyện Thường Tín, Hà Đông cũ, nay thuộc Hà Nội. Từ năm 1917, dân Văn Giáp đã phiêu bạt tứ xứ, nhiều người vào Nam Bộ kiếm sống. Năm 1937, bố mẹ chị Quyên cũng vào Nam. Lúc đầu, họ tá túc ở đồn Điền Trúc thuộc tỉnh Kampong Cham, Campuchia. Cụ ông làm nghề cắt tóc, cụ bà bán hàng xén. Vì tham gia hoạt động yêu nước nên cụ ông bị lùng bắt, phải trốn về Sài Gòn vào năm 1956. Về Sài Gòn, gia đình chị Quyên sống ở số 104 Lê Quốc Hưng, nay thuộc phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 4 năm 1964, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, hai người làm đám cưới. Sau ngày cưới, vợ chồng anh cùng người cháu tên Hứa về ở chung nhà với một gia đình đồng hương tại số 1701, ấp Tây Ba, gần xứ đạo Bùi Chu, Phát Diệm. Chỉ 19 ngày sau lễ kết hôn thì Nguyễn Văn Trỗi bị bắt. Vợ anh cũng bị giam giữ vài ngày sau đó nhưng được thả ra vì không có bằng chứng kết tội. Hai người chưa có con với nhau. Sau đó Phan Thị Quyên tham gia cách mạng. Năm 1969 thì ra Bắc. Năm 1973, bà lập gia đình mới. Năm 1980, bà về công tác tại công ty du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho đến khi nghỉ hưu. 2. Sự nghiệp cách mạng. Đến giữa năm 1963, anh Trỗi được anh Lê Đức Hiền, Tư Kiếm, người cùng quê nhận vào tổ biệt động cùng lúc với Nguyễn Hữu Lời. Cả bốn người cùng quê ở làng Thanh Quýt và lúc đó đều cư ngụ ở quanh vùng vườn xoài, đường Trương Minh Giảng. Thời gian này, anh Trỗi ở tại nhà Tư Kiếm. Đến tháng 10 năm 1963, Nguyễn Văn Trỗi tranh thủ về thăm quê. Đây là lần thăm nhà cuối cùng của anh.
Dịp này anh ghé thăm thầy giáo Nhung. Theo lời kể của thầy, lúc đó anh đã dùng gai bồ kết khắc lên cây cau trước nhà thầy 15 tháng 10 năm 1963, sau đó vào lại Sài Gòn. Đầu năm 1964, nhân dịp Tết, Tư Kiếm đã bố trí cho anh Trỗi và Nguyễn Hữu Lời ra căn cứ ở rừng Thơm, nay thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, gặp ban chỉ huy cánh Tây Nam. Hai anh ở lại căn cứ 3 ngày, coi như dự lớp chính trị ngắn ngày, kết hợp học một số miếng võ hiểm để phòng thân. Từ căn cứ về, anh Trỗi chọn ngay mục tiêu đánh thí điểm là cư xá Mỹ ở đường Cao Thắng. Sau khi báo cáo, kế hoạch của anh được đồng chí Tư Đạt, chính trị viên cánh Tây Nam cho phép và tặng một quả lựu đạn ra láng của Mỹ. Bằng quả lựu đạn này và cách đánh thông minh của mình, anh đã tiêu diệt gọn 4 tên Mỹ và làm bị thương 8 tên. Sau đó anh tìm hàng loạt mục tiêu như tàu hải quân Mỹ đóng tại bến Bạch Đằng, nhà máy điện để xin đánh. Nhưng tổ chức không cho mà chuẩn bị kế hoạch khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đến miền Nam Việt Nam. Đội biệt động thành Sài Gòn 65 lúc đó, đa số là cán bộ của đội quyết tử thành 9 năm chống Pháp còn sống sót. Họ trở thành bộ phận tham mưu chỉ đạo đánh ngụy Sài Gòn. Mỗi khi họp các tổ, có khi 3 người, có khi 5 người thì chỉ có những người đó biết thôi vì hoạt động trong lòng địch. Với điều kiện như vậy, trong tổ chỉ lấy ra 4 người là Lê Đức Hiền, Tư Kiếm làm tổ trưởng, anh Nguyễn Hoàng Sơn, anh của anh Lê Đức Hiền làm tổ phó, Nguyễn Hữu Lời và Nguyễn Văn Trỗi có trong tổ nhận nhiệm vụ ám sát McNamara. 3. Sự kiện đặt mìn ở cầu Công Lý. Từ năm 1960, quân giải phóng ở chiến trường miền Nam liên tiếp mở các đợt tiến công với quy mô lớn, kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang, làm nên phong trào đồng khởi, kiểm soát một phần đáng kể ở nông thôn miền Nam. Tiếp đó, chúng ta thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Quân giải phóng miền Nam. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, dưới sự chỉ huy của tướng Dương Văn Minh đã diễn ra cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và còn xử bắn Ngô Đình Cẩn. Biết tin này, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và người kế nhiệm là Lyndon B. Johnson hết sức bất ngờ. Thất bại liên tiếp trên chiến trường và tình hình chính trị rối loạn của Việt Nam Cộng Hòa làm cho Hoa Kỳ phải hủy bỏ kế hoạch Stanley-Taylor rồi đưa quân đội sang trực tiếp tham chiến miền Nam, thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ. Trong bối cảnh đó, để có cách đối phó kịp thời, phía Mỹ đã phải cử các phái đoàn sang thị sát tình hình thực tế ở chiến trường miền Nam. Biết tin phái đoàn quân sự cấp cao của Mỹ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert McNamara dẫn đầu sẽ đến Sài Gòn thị sát chiến trường vào tháng 5 năm 1964, lực lượng biệt động Sài Gòn liền vạch kế hoạch tiêu diệt chúng. Ba phương án tác chiến được ban chỉ huy cấp trên nhanh chóng thông qua: thuê một căn nhà cạnh đường Công Lý, mìn định hướng đặt trong nhà, việc câu dây bảo vệ trái mìn dễ dàng thuận tiện hơn, không lo bị phát hiện. Phương án 2 là chôn hai trái mìn gần đầu cầu Công Lý, đón xe của McNamara qua cầu, vừa xuống dốc thoai thoải thì cho mìn nổ. Phương án 3, nếu McNamara không vào thành phố theo đường Công Lý thì tiếp tục theo dõi, đón đánh khi McNamara rời Sài Gòn. Công việc đã được chuẩn bị thì tổ biệt động của ông nhận thông báo. Phái đoàn của McNamara sẽ tới Sài Gòn vào thứ hai. Ngày 11 tháng 5 năm 1964, tức là sớm hơn dự kiến 2 tuần. Vì Nguyễn Văn Trỗi mới lập gia đình nên không được tham gia trong đội giết McNamara. Bộ chỉ huy Sài Gòn gia định chỉ cử 3 người là Lê Đức Hiền, Nguyễn Hoàng Sơn, Ba Sơn làm nghề lái xe ôm, Nguyễn Hữu Lời, 19 tuổi, làm nghề hớt tóc, anh em con cô con cậu ruột của Lê Đức Hiền. Họ chỉ nhờ anh Trỗi là thợ điện coi lại dây điện, thử xem có vướng mắc gì hay không, nhưng anh Trỗi không chịu, đòi phải ra chiến đấu. Thời gian quá gấp, McNamara sắp qua rồi, đội không kịp về trên báo cáo. Theo quy định, anh Trỗi phải ký vào sổ quyết tử rồi mới được đi đánh. Anh Trỗi không được ký vào quyển sổ đó, mà Nguyễn Hữu Lời đã cầm bút ký vào. Tinh thần giết Mỹ của anh Trỗi quá cao nên anh Hiền phải chấp nhận, chứ đúng ra là việc này là sai nguyên tắc. Không kịp thuê nhà đặt mìn, họ đành thực hiện phương án 2. Công việc tiếp theo là khéo léo nhận vũ khí từ căn cứ đưa vào. Vũ khí gồm hai trái mìn DH-10 loại 8kg được đưa an toàn về nhà Ba Sơn. Ba Sơn có nhiệm vụ đưa trái mìn từ nhà ra bờ cây trước chùa Vĩnh Nghiêm. Trái mìn được cho vào thùng sắt cũ, từ lâu dùng để chứa dầu hôi. Phía trên trái mìn là lớp xi măng chết gắn chặt vào thùng. Tư Kiếm họp anh em trong tổ bàn lại kế hoạch đưa mìn tới bãi rác gần cầu Công Lý. Ba Sơn kéo xe ba gác, trên chất gạch cát xi măng chết, quả mìn 8 cân giấu trong thùng. Nguyễn Hữu Lời cầm tập sách đóng vai một học sinh lảng vàng ở cầu để báo hiệu cho Ba Sơn vào cầu lúc địch bớt chú ý tới người qua lại. Tư Kiếm thủ trong người một quả lựu đạn đi theo bảo vệ Ba Sơn, còn Nguyễn Văn Trỗi chờ ngã tư Yên Đỗ, Trương Minh Giảng,
sẵn sàng đón Ba Sơn hoặc Tư Kiếm nếu việc bại lộ. Sáng ngày 9 tháng 5 năm 1964, anh Ba Sơn chở thùng xi măng chết cùng đồ nghề thợ hồ trên chiếc xe ba gác quen thuộc đi lên cầu Trương Minh Giảng, có Tư Kiếm đi cạnh. Bốn cảnh sát trên cầu soi mói nhìn dòng người qua lại. Thời đó, hai bên đầu cầu Công Lý chưa có nhà cao san sát, chưa có chùa Vĩnh Nghiêm như bây giờ. Từ dãy cầu tiêu công cộng của xóm nằm sát bờ rạch, cách mặt đường khoảng 150m, có thể nhìn bao quát những đoạn đường dẫn đến hai đầu cầu. Trái mìn được chôn trong bãi rác cạnh đường, cách đầu cầu phía vào thành phố 50m, ngay gần cổng chùa Vĩnh Nghiêm ngày nay. Để bảo vệ cho chuyến đi của McNamara, quân đội, quân cảnh, cảnh sát được huy động rất đông. Chúng canh gác cả chặng đường rất cẩn mật. Thấy trước mặt có xe chở than sắp lên cầu Trương Minh Giảng, cầu Lê Văn Sĩ ngày nay, một tên cảnh sát giữ xe than lại. Ba Sơn kéo xe cát, xi măng với cái thùng thiếc đựng xi măng chết tới sát chiếc xe than thì dừng lại nói với tên cảnh sát. Chú cho tôi đi chữa thuê cái cầu tiêu chú. Nhìn Ba Sơn trong vai thợ hồ với bộ quần áo còn bết cứng từng mảng vữa, đất, mồ hôi ròng ròng trên mặt, tên cảnh sát không chút nghi ngờ khoát tay cho xe anh qua. Ba Sơn cúi rạp người kéo xe ba gác vượt cầu, Tư Kiếm thong thả đi theo bên lề đường. Lúc 21 giờ tối ngày 10 tháng 5 năm 1964, tổ của Tư Kiếm xuất phát, hoàn tất phần chuẩn bị sau cùng, bảo vệ đồng chí Lời, làm nhiệm vụ giải dây điện nối vào trái mìn. Nhiệm vụ của Nguyễn Văn Trỗi là chuẩn bị chu đáo dây điện, ghép pin và thử đi thử lại cho chắc chắn, cài là nổ 100%. Còn nhiệm vụ đi phục kích tiêu diệt kẻ thù được giao cho Ba Sơn và Nguyễn Hữu Lời. Tuy nhiên, đến giờ xuất kích, Ba Sơn lại bị kẹt xe, đến chậm. Hơn nữa, anh Trỗi lại tha thiết xin được giao nhiệm vụ và tự nguyện xin được chia sẻ với tổ mọi gian nan nguy hiểm. Nguyễn Hữu Lời đến dãy cầu tiêu công cộng đã gặp anh Trỗi chờ sẵn cùng chiếc xe máy sáp mới mua dựng ở đầu đường vào dãy cầu tiêu chuẩn bị trở Lời khi công việc hoàn thành. Tới nơi, Lời cởi quần áo ngoài đưa cho anh Trỗi, mặc quần áo xà lọn lội xuống con rạch đầy phân và bùn hôi thối. Không may là nước rạch thị ngày hôm ấy không đầy như mấy tối trước. Lời ra tới giữa rạch vẫn hở nửa người. Ven bờ rạch, nước cạn chỉ còn bùn và rau muống. Không thể dầm mình xuống nước, Nguyễn Hữu Lời đành lấy rau muống quấn vào người và đầu để ngụy trang, nằm ngửa trườn trên bùn, kéo dây theo. Chính vì nước quá cạn nên mỗi bước trườn của anh Lời đều gây ra tiếng động nhẹ. Em họ của tên cảnh sát ngồi trong cầu tiêu chú ý. Hắn thấy bóng người dưới rạch đang gỡ dây, kéo dây nên theo dõi. Thấy không phải là người kiếm cá thông thường, liền chạy về đồn cảnh sát ở đường Yên Đỗ báo tin. Địch kéo đến bao vây ngay. Lúc đó Nguyễn Hữu Lời đã nối xong dây, bò quay trở lại dãy nhà tiêu. Tới gần bờ thì phát hiện ra anh Trỗi bị bắt. Nguyễn Hữu Lời quay trở lại nhưng không kịp nữa vì dòng kênh rộng lại quá ít nước nên không còn chỗ trốn và cũng bị bắt. Tư Kiếm và ông Ba Sơn định đến giải cứu cho anh Trỗi và Nguyễn Hữu Lời, nhưng do người dân đổ ra quá đông nên không hành động được. Có vũ khí trong người mà phải cắn răng nhìn đồng đội bị bắt. Sự việc bại lộ, Nguyễn Văn Trỗi bị bắt bởi hai sĩ quan cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đang đi tuần lúc 22 giờ ngày 9 tháng 5 năm 1964. Lúc đầu, anh bị đưa về nha cảnh sát. Và ngày sau, anh nhảy lầu để trốn thoát nhưng không may bị thương ở chân rồi lại bị giặc bắt đưa về giam ở khám Chí Hòa. Địch dùng mọi thủ đoạn tra tấn hết sức dã man nhưng không thể khuất phục được ý chí của anh. Nhưng trước sau, anh vẫn bảo với chúng là vì căm thù Mỹ, anh quyết giết McNamara. Ngoài ra không có ai hay tổ chức nào xúi giục anh cả. Tài liệu biên bản Hội đồng Ân xá ngày 17 tháng 6 năm 1964 cho biết, Hội đồng Ân xá nhóm họp tại phòng Bộ Tư pháp, số 47 Đại lộ Thống nhất Sài Gòn vào lúc 17 giờ ngày 17 tháng 8 năm 1964 để xét các đề nghị ân xá và bày tỏ ý kiến về các khoản ân giảm cho phạm nhân được hưởng. Trong phiên họp này, Hội đồng Ân xá xem xét hồ sơ xin ân xá của 4 tội nhân, trong đó có anh Nguyễn Văn Trỗi. Tài liệu này cũng cho biết anh Trỗi sinh năm 1940 tại xã Thanh Quýt, quận Điện Bàn, Quảng Nam, thợ điện, con của Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Thị Tuất, có vợ, không có tiền án. Tòa đã tuyên xử Nguyễn Văn Trỗi tử hình và tịch thu toàn bộ tài sản về tội phản nghịch, toàn phá hủy và toàn mưu sát. Chính quyền Nguyễn Khánh đã rất muốn đẩy nhanh việc tử hình Nguyễn Văn Trỗi vào cuối tháng 8 năm 1964. Tuy nhiên, việc này phải tạm ngưng lại vì sau ngày 25 tháng 8 năm 1964, các phong trào biểu tình chống Nguyễn Khánh, tình hình chính trị bất ổn, các cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp. Sau đó, chính quyền Nguyễn Khánh định tử hình anh Trỗi vào ngày 7 tháng 10 năm 1964. Biết tin này, nhóm biệt đội du kích quân chống chế độ thân Mỹ tại Venezuela
đã đề nghị trao đổi con tin là sĩ quan Mỹ Michael Smolin bị họ bắt cóc ở Caracas. Tuy hai bên đã có sự thỏa thuận, nhưng sau khi Michael Smolin được thả, chính phủ Sài Gòn đã xé bỏ thỏa thuận và đưa Nguyễn Văn Trỗi đi xử bán bí mật tại sân sau nhà lao khám Chí Hòa lúc 9 giờ 45 phút ngày 15 tháng 10 năm 1964 trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên nước ngoài. Anh Trỗi bị giải ra pháp trường nơi có 12 tay súng của Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Việt Nam Cộng Hòa chờ sẵn. Trỗi đã từ chối bịt mắt trước khi bị bắn. Tuy nhiên đến phút chót, đội thi hành án quyết định bịt mắt anh lại. Trước khi ngã gục, anh lấy hết sức bình sinh hô lớn: "Hãy nhớ lấy lời tôi, đà đảo đế quốc Mỹ, đà đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm." Anh hy sinh lúc 9 giờ 45 phút ngày 15 tháng 10 năm 1964. Có những phút làm nên lịch sử, có cái chết hóa thành bất tử, có những lời hơn mọi bài ca, có con người từ chân lý sinh ra. Nguyễn Văn Trỗi, anh đã chết rồi, anh còn sống mãi, chết như sống, anh hùng vĩ đại. Ca ngợi tinh thần hy sinh dũng cảm của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Vì Tổ quốc, vì nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chí khí lẫm liệt của anh hùng Trỗi là một tấm gương hy sinh cách mạng sáng ngời cho mọi người yêu nước, nhất là cho các cháu thanh niên học tập." Sau khi bị xử bắn, thi hài Nguyễn Văn Trỗi được chôn cất tại nghĩa trang Văn Giáp ở Dòng Ông Tố, nay thuộc phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày sau khi hy sinh, Nguyễn Văn Trỗi được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 17 tháng 10 năm 1964. Ngoài ra, còn có các danh hiệu Đảng viên nhân dân cách mạng miền Nam và Huân chương Thành đồng hạng nhất của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Tại hội nghị ban chấp hành Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh khóa 2 năm 1982, các đại biểu đã nhất trí chọn ngày 15 tháng 10, ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh, là ngày truyền thống thanh niên công nhân thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 4 năm 2018, phần mộ Nguyễn Văn Trỗi được chuyển từ nghĩa trang Văn Giáp, quận 2 về khu vực các phần mộ tiêu biểu nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, quận 9 theo nguyện vọng của gia đình anh. Năm 2012, kỷ niệm 48 năm ngày mất nhà tưởng niệm Nguyễn Văn Trỗi được khánh thành trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Tên Nguyễn Văn Trỗi được đặt cho nhiều con đường, nhiều trường học trên khắp Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi Nguyễn Văn Trỗi, một tấm gương cách mạng sáng ngời. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.